Quốc vụ Khanh phụ trách lĩnh vực khí hậu, năng lượng và hạ tầng Đan Mạch, ngài Moutenbach vừa có chuyến thăm Việt Nam với mục đích tăng cường hơn nữa việc hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng. Một trong những sự kiện nổi bật trong chuyến thăm này của ngài Moutenbach là tham dự lễ công bố báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019 được Cục Điện lực Năng lượng và Tái tạo Bộ Công Thương phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch tổ chức. Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019 đã đưa ra và chứng minh những kịch bản phát triển ngành năng lượng của Việt Nam cũng như lộ trình phát triển có chi phí thấp và bền vững với kết quả lớn về giảm phát thải CO2 mà Việt Nam có thể lựa chọn. Báo cáo đề xuất các giải pháp cho rất nhiều thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, đồng thời đóng góp cho việc xây dựng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 8. Đây cũng là dấu mốc trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong việc mô hình hóa hệ thống năng lượng.